nữa. Thử ra là không có bộ Goblin thì sao? Có chơi được không? 4 con. Ui mẹ ơi. Ui mẹ ơi. Ui rồi ơi. Ui rồi, nhảy liên tục anh em ơi. Nhảy liên tục anh em ơi. Nhảy liên tục anh em ơi. Có 6 con game. Tổng lượng đam chúng ta gây ra nó là 10.000 đam. Ok, hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em vừa xem trailer của giải Game Today Premier League được diễn ra bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 anh em nhé. Và chúng ta đã trải qua một tuần rất là căng thẳng với những cái trận đấu phải nói là đỉnh cao, cực kỳ là mãn nhãn đến từ các game thủ xuất sắc của Game Today. Sau 2 ngày thứ 7 và chủ nhật chiến đấu rất là căng thẳng thì chúng ta sẽ có một tuần để nghỉ ngơi anh em nhé. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một tuần và tôi cùng anh em sẽ quay lại giải đấu vào ngày 24 tháng 7 anh em nhé. 24 tháng 7, 20 giờ ngày 24 tháng 7. Anh em hãy ấn vào cái chuông cũng như ấn nút đăng ký để có thể là theo dõi tiếp cái giải đấu Game Today Premier League, một trong những giải đấu uy tín, danh giá nhất Việt Nam hiện tại anh em nhé. Còn chần chừ gì nữa mà không ấn đăng ký và ấn vào cái chuông đi anh em ơi. Mà tôi cũng không hiểu tại sao cái giải của tôi, cả cái giải có 16 người thì có 2 bạn nữ, mà các bạn nữ đánh hay như thế. Thật sự là như thế luôn. Lam Chin bây giờ đang có 3 trận coi như là top 1, giành cái điểm tuyệt đối 3 trận top 1, 30 điểm anh em ạ. Và đang đứng ở top 1 cho bảng xếp hạng. Tôi cũng mong là có một cái gì đấy nó khác bọt ở trong cái lượt về nha anh em nhá. Lượt về chúng ta sẽ quay trở lại vào ngày 24. Rồi, ok. Rồi, đấy là câu chuyện ngày 24. Còn hôm nay, trong clip này tôi sẽ review cái con tướng mới. Nó sẽ ra mắt vào ngay tối nay thôi nhá, anh em nhá. Và trong cái clip này tôi sẽ review ngay cho anh em cái sức mạnh của con tướng mới để anh em biết nó mạnh đến cái cỡ nào. Chắc chắn nó sẽ rất là mạnh, rất là imba. Con nào thì thôi, con tướng mới nào ra là nó rất là khỏe. Và để hiểu rõ cái sức mạnh của nó thì tôi sẽ chơi một game cho anh em xem, để anh em có thể hiểu rõ được cái vấn đề của cái con tướng mới nhá anh em nhá. Có vấn đề đấy, rất có vấn đề. Mà tôi cũng phải dặn trước các anh em nhá, là trong cái clip này ấy, thì thứ nhất là nó sẽ không phản ánh được meta. Bởi vì làm sao, ở đây là tôi chơi là các cái game thủ là nó không phải là những cái game thủ đỉnh cao chơi cùng, nó không phải là những cái game thủ ở top rank. Chính vì thế nên là chúng ta sẽ không thể nhận định được meta. Chúng ta cũng sẽ không nhận định được update, xem là update là chơi như thế này nó có khỏe không. Mà chúng ta chủ yếu là chúng ta xoay quanh con tướng thôi, và sức mạnh con tướng này thôi nhá anh em nhá. Nhiều khi là cái những cái update trước ấy, anh em cũng thấy đấy. Ví dụ như cái đợt mà ra con Fanda, anh em nhớ không? Cái con Fanda mà đầu tiên khi mà chưa có cái bộ Fanda ấy, thì khi mà xuất hiện cái bộ Fanda ấy, thì cái bộ Fanda đấy nó rất là imba. Rất là imba. Từ cái con gấu Xin này, gấu Fanda Xin này, Ember đúng không? Sau đến con gấu điện cũng rất là kinh. Và sau cuối cùng là xuất hiện con gấu đá. Con gấu đá cũng rất khỏe. Thì ba con đấy lúc mà nó xuất hiện thì thực sự là nó rất khỏe. Và nó là cái sự im bà con đấy. Nhưng mà tuy nhiên những cái đội hình với nó thì nó rất là may rủi. Nó rất là gọi là phải là nhân phẩm mới chơi được.
Chính vì thế chỉ có những huyền thoại chơi cái, à quên, chơi gấu, chiến thần Fanda, kẻ hủy diệt meta, ông hoàng nhân phẩm, thần đồng may mắn, kẻ làm giữ bí kíp, không phải làm gì mà vẫn chiến thắng mới chơi được, anh em nhé. Có thằng có con BH2 rồi kìa, khá là khỏe nhá. Nói chung là nếu mà muốn nhận định meta anh em ạ, chắc là phải sau khi update khoảng 1-2 ngày trước rồi, gặp nó rồi. Không biết round này có ăn được không đây. Con BH đã bớ được một con Tinker đằng sau, đã giết được 2 con đằng sau rồi. Hay quá. Có thể ăn được đây. Ok ok. Rất tốt. Gặp được cái thằng mạnh nhất rồi anh em ạ. Trận này là chúng ta có 3 mech rồi. Cho 3 mech vào kiếm thêm free roll. Biết đâu lại ra là con BH được không? Thôi, bây giờ up cấp rồi. Up cấp lên 6 thôi. Lấy thịt đèn người anh em ạ. Lấy thịt đèn người. Round sau chúng ta có 2 cặp ở đây rồi. Có một cái free roll thì nó cũng dễ ra được 2 sao thôi. Tôi vẫn muốn là giữ lại cái con gấu ở trong đội hình, bởi vì là cái con gấu nó sẽ có một cái gì đấy may mắn như tôi đã vừa mới chia sẻ ở trên đấy. Biết đâu tôi là ông hoàng may mắn thì làm sao? Chiến thần Fanda, đúng không? Cứ để ở đây đã. Mặc dù là chơi cái đội hình mới kết hợp với con tướng mới thì cũng không cần cái con Fanda ở đâu, nhưng mà thôi, cứ để vào. Biết đâu đẻ ra mấy con Goblin. Tạm thời tôi sẽ phát triển theo cái bộ Goblin anh em nhé. Được. Bán một con đi. Thôi chưa cần. Salivo chưa cần á? Chưa cần. Tí nữa thắng thì mua Salivo. Mà cái con ốc con dai lại không cần, thôi bán đi. Bán mua Salivo luôn được. Ok. Như này phải hơn này. Quên mất chưa để viên ma lăng cho con Flame. Đây rồi. Flame này gánh đam giai đoạn đầu game. Ui, có khi nào thua lâu này không nhờ. May quá. Gặp cái thằng Hunter hơi sợ một chút. Nhưng mà cũng rất là may mắn là đã giết được hết thằng co. Đấy là tôi up cấp rồi, tôi 6 con. Ui rồi đây rồi. May quá nhờ. Ơ nhưng mà chơi cái gì? Chơi gì đây? Chơi 9m à? Chơi 9m à? Nhìn giống 9m đấy nhở? Ôi. Bán mẹ rồi. Mãi không ra bán thôi anh em ạ. Rồi, trong cái giai đoạn đầu này thì có thể là tôi sẽ kết hợp cái bộ bộ mech để kiếm free roll này, xong tí nữa là có cái bộ human ấy lấy luôn nha anh em nhá. Chơi kết hợp human luôn. Tầm này ấy, vừa có chuỗi thắng, vừa có sách, vừa có free roll thì có khi là roll ra được cái con tướng mới đấy. Tướng mới nó sẽ cũng ở bộ mech, con tướng mới ở bộ mech anh em nhá. Quên mất chưa giới thiệu anh em. Con tướng mới nó tên là cái gì tự nhiên tôi quên rồi. Tên là Lula hay là cái gì? Đây rồi. Vừa có 3 mét luôn này. Ui giời, được quá nhờ. Già già luôn. Roll mấy cái ra con già. Vừa có 3 mech luôn. Nó lại còn đẹp hơn nữa. Vừa 3 human, vừa 3 mech. Vừa 3 mét. Đấy, mà cái con tướng mới là cũng là bộ mech nhá. Hình như là có tên là Mala thì phải, con Mala. Mà đồ chỗ này có vẻ hơi khèo nhỉ. Hai giáp. Tôi cần một cái xung kích ở round 10. Xếp gom gom cái đội hình ở góc anh em ạ. Xếp góc. Cho con già là quẹt nó chuẩn. Thường nếu mà có già chơi già ấy, thì xếp ở góc ngon hơn. Chưa rồi gặp cửa line này. Cũng có ăn được không đây. Mà tôi có một con Ripper 2 sao. Con này ở Fur Dam nhá. Giáp, nó xuyên giáp luôn. Rất khỏe. Chắc chắn là sẽ ăn được thôi. Ngoài cái việc ăn được thì tôi còn có những cuốn sách. Ngon, hay quá.
Trận này thì phát triển nhờ con đường mech nha anh em nhá. Con tường mới nó ở trong bộ mech, có thể là kết hợp với bộ mech Goblin rất là khỏe. Tạm thời đầu game cứ lấy mech này, rồi lấy human vào. Mech thì tăng sức mạnh của cái bọn Goblin rất nhiều. Con này chủ yếu sát thương phép thôi, Tinker sát thương phép, bắn tên lửa là sát thương phép. Rồi con Heaven Bomber cũng là sát thương phép. Tăng 35% sát thương phép ra đầu game cũng rất là khỏe. Đấy, thậm chí là nếu mà con Tinker lên được 2 sao ấy, nó còn cái trưởng của nó ấy, có khi là con dồn đam nó còn khỏe hơn là con đấy cơ. Cái con Flame dồn nếu mà 3 quả tên lửa bắn được một con ấy, có khi đam nó còn to hơn. Rồi, khởi đầu rất tốt đẹp đến được vị trí của tuần cơ. Lại ra giáp ạ. Cho cái ship cook xung kích thì làm sao. Giọng này hay nói nhiều nhở. Sorry anh em. Làm nào nhỏ. Ra khá nhiều flame nhưng mà không chơi. Ghép luôn cái giáp thép cho nó chắc. Rồi, lại bỏ góc rồi anh em ạ. Cho bỏ góc rồi. Già bây giờ tung trưởng cũng khá là chậm đấy. Cái này nó vẫn là cái rau trước khi mà chúng ta quay lại cái vòng mới, nên là tôi chưa up cấp đâu. Để rau sau up thể anh em ạ. Tầm này vẫn mạnh mà, up làm gì. Mà vẫn chưa thấy ra con tướng mới nhở. Để xem con tướng mới tên là gì nào, ra đi. Từ lấy giờ vẫn chưa ra tướng mới ạ. Cay nhở. Thế rôn vậy. Sao quả trứng. Tôi nghĩ là cái quả trứng này tôi cũng không, nếu mà giao già không đập với nhá. Giữ lại đập với tướng mới thôi. Con tướng mới cực kỳ mạnh luôn. Anh em chưa biết được sức mạnh của nó đâu. Tí nữa rồi anh em xem anh em thấy sức mạnh của nó. Còn bây giờ cứ từ từ đã. Đánh cứ chậm rãi thôi, bình tĩnh. Cái tầm này cũng mạnh ấy. Thôi, tôi quên mất tôi chưa nó up cấp. Nhưng mà thôi, round sau up cấp đi. Round sau có sách để up mất một phát rồi. Bọn này vẫn yếu mà. Glacier cái gì ấy, Clyde à? Glacier, Clyde kẹp súng. Vẫn ăn được. Rồi, up cấp hợp lý luôn. Round này up cấp nó lại hợp lý này. Vừa mới ra con 2 sao up cấp luôn. Rồi thôi, bây giờ cũng yên tâm rồi. Đội hình này mạnh lắm anh em ạ. Mech mà kẹp cả mech ra đầu game này thì đam to. Bình thường cái bộ Goblin mech thì đam nó khá bé, và đầu game thì hay kết hợp với cả Assassin để tăng đam. Trận đấu này thì có mấy cái thằng Hunter thì nếu mà Assassin thì nó cũng khỏe đấy. Nhưng mà tôi kết hợp với mech. Tôi kết hợp với mech và Human thì tôi có sách. Thì nó ra chơi thôi. Bây giờ cái con BH nó mới lên 2 sao. Chứ bình thường nếu mà BH lên 2 sao sớm ấy. Sorry anh em, con BH là con sao Ricker anh em nhá, tôi quên. Tôi hay nói gọi nó qua cái tên Dota. Đây rồi. Có tên là Game Astisan. Thôi chúng ta gọi tên nó là Game cho nó nhanh anh em nhá, cho tiện. Game. Con Game. Nữ hoàng tài chính, chuyên gia vẩy ngọc, hai tay cầm hai ngọc. Nhìn là biết là uy tín rồi, nhà giàu rồi. Chắc là con này là dùng ngọc để nó đánh nhau à? Xem ở Trung Quốc à, khá mạnh ở đây. 6 Hunter, chưa đủ 6 Hunter. Mới 5 Hunter rồi. Mới có 5 Hunter kẹp thêm Endosid. Hunter đầu game khỏe rồi, nhưng mà chắc là tôi ăn được thôi. Đời này của tôi cũng rất khỏe. Ui, có thằng nó đã kẹp một con ốc vào rồi. Chơi vua kẹp với cả Morin à. Chơi cẩn thận ấy à. Mà ăn làm sao được. Làm sao mà ăn được. Chưa thể ăn được.
Mà thằng này nó còn xả tiền cơ, nó còn xả tiền nữa anh em ạ. Tầm này khỏe rồi. Mua được Grim Chock thì liên 8 kẹp Grim Chock vào có combo khá đẹp, lao sau. Tôi cần cái xung kích anh em ạ. Xung kích hoặc là Blink, Blink cũng được. Rất cần những cái món đồ mana. Để có thể chơi được cái con tướng mới thì cần khá là nhiều đồ mana. Con tướng mới là một cái con mà cái khả năng là dồn đam, khả năng lúc đam rất khỏe. Đánh theo kiểu combo giống kiểu mấy cái con ở trong bộ mết ấy. Chính vì thế là cần rất nhiều đồ ma lăng. Giống kiểu bọn God với cả bọn mết. Chúng ta cần khá là nhiều đồ ma lăng. Rất có thể là cái line up cái line up mà Goblin mà chơi kiểu hệ kỹ năng là quay trở lại. Hiện tại thì Goblin chơi theo kiểu là kẹp Kira vào ấy, đấm ở đam tay. Nhưng mà biết đâu sau cái lần update này có tướng mới nó chuyển sang là chơi kiểu Goblin kỹ năng, chơi bằng đam kỹ năng anh em ạ. Cái đấy chưa biết. Rất là tốt. Nào vừa rồi chúng ta có một cái gậy phép thuật, chuyện phép thuật và chúng ta ghép được cái xung kích rồi. Tám luôn như gì nữa. Đợi chờ gì đâu. Combo quẩy mực kết hợp với cả sao quét cơ đúng không? Flame chỉ cần hai con này thôi, nó làm một phát một đường kẻ chỉ combo đẹp thôi thì chết hết rồi, địch rất mạnh rồi. Nói chung là cái đoạn này yên tâm rồi đấy anh em ạ, yên tâm rồi. Bây giờ chỉ kiếm đủ, làm sao để kiếm đủ ra được bộ Goblin thôi, kiếm đủ bộ Goblin sau đó vứt dần thay dần mấy cái con mết ra đấy, kiếm đủ bộ Goblin là ok, rất là ok. Mới ra 16 thôi. Cũng có thằng chơi Goblin. Ui, đã có sao vết cơ 3 sao rồi. Nhanh thế. Kìa, con tẩy ngực ngu thế nhờ. Nhưng mà không sao, chúng ta có kết hợp bộ mết ở đây, rất khỏe. Anh em thấy không, Goblin kết hợp mết rất khỏe nhá. Dạ, đầu game. Vừa có đam này, vừa phòng thủ khỏe. Chúng ta lại còn có thêm sách, có thêm free thôn nữa. Quỳnh nhỉ. Chuyện này có hai thằng triple line, hai thằng triple line, cái thằng hunter, có thằng hunter đang giữ tiền chưa xả, chưa gặp thằng hunter nhỉ. Nhưng mà nó yếu hơn tôi anh em ạ. Bây giờ bọn hunter nó yếu máu lắm, chỉ cần combo quẹt mực đẹp thôi là ăn được. Rồi, cứ bình tĩnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái bộ Sivet nó có những cái đặc điểm như nào nhé anh em nhé. Đây là cái tộc, hệ tộc Sivet. Đặc điểm của nó là nếu mà anh em đưa được cái con thuộc tộc Sivet này lên 3 sao này thì nó sẽ gọi thêm một con, nó sẽ gọi thêm một con có chỉ số yệt. Thế là chúng ta phải đưa cái con từng mới ấy, con game này lên 3 sao anh em nhá. Mục tiêu là đưa nó lên 3 sao thì mới chơi được. Đấy. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai ấy là ở trên bàn cờ của anh em khi mà kích hoạt tộc Sivet ấy, ở trên bàn cờ của anh em mà có hai cái con giống nhau, hai con giống hệt nhau nhá, cùng mức độ sao, ví dụ tôi ví dụ như là hai con già chứ ạ, thì nó sẽ gọi thêm một con già nữa anh em nhá, nó sẽ gọi thêm con già nữa và con già đấy nó tung trưởng bình thường. Rồi, tức là nó có một cái nó gọi là nhân bản đấy, nhân bản hai con giống nhau ở trên bàn cờ. Sẽ ra sao nếu chúng ta kiếm được hai con Doom chứ ạ, hai con Doom hai sao thì nó sẽ là ba con Doom anh em ạ. Anh à, tôi chỉ gợi ý thôi anh em nhá, anh em có thể biết được là nó sẽ mạnh ở cái layup nào ở đấy nha anh em nhá. Đấy là một cái gợi ý nho nhỏ của tôi. Ví dụ như có hai con Doom thì nó sẽ thành ba con Doom hai sao. Chưa bao giờ chúng ta có thể kết hợp được ba con Doom hai sao đâu. Đấy, chúng ta chỉ kết hợp được là hai con Doom thôi, hai con Doom hai sao và hai con Doom một sao thôi. Nhưng hiện tại nếu mà chúng ta có hai con Doom 2 sao nhá, đây là ví dụ này để cho anh em biết là nó sẽ mạnh như nào. Hai con Doom 2 sao, anh em có hai con Doom 2 sao nó sẽ gọi thêm con Doom 2 sao nữa. Đây rồi, hai con hai quả trứng, ok đấy. Rồi sao nữa, chúng ta có hai con Doom 1 sao, thêm hai con Doom 1 sao nữa đúng không, chứ chúng ta vẫn chưa up con Doom 3 sao.
thì là trên mặt cờ chúng ta sẽ có bao nhiêu con Doom, đố anh biết nhá. Đố anh biết chúng ta trên mặt cờ sẽ có bao nhiêu con Doom và nhiều Doom thì để làm gì? Anh em biết được chưa? Nhiều Doom để làm gì anh em biết được chưa? Rồi, rồi nhá, được gợi ý thế thôi. Còn meta mới thì sẽ có những cái clip biểu diễn sau. Còn hôm nay chúng ta đánh cơ bản á, chúng ta tìm hiểu cơ bản về cái con tướng này, và chủ yếu là cái clip này xoay quanh cái sức mạnh con tướng này thôi. Nên là tôi sẽ cái việc nhân bản ấy, cái việc nhân bản thì từ từ đã, chúng ta sẽ chơi nhá. Chúng ta sẽ ra cái đội hình ở trong những cái clip sau, còn hôm nay thì chủ yếu nó vẫn là xoay quanh cái con tướng mới và sức mạnh của nó, sức mạnh thật sự của con tướng này. Tôi sẽ trình diễn cho anh em xem. Tôi chơi rồi tôi biết nhá, anh em yên tâm. Này chơi rồi, biểu diễn rồi, đây là gọi là gì? Đây gọi là tôi chơi lại thôi, để anh em biết được thôi. Rồi tôi đã thử, tôi đã test các line up rồi. Các line up với tôi biết là sức mạnh của nó như thế nào, cực mạnh. Tuy nhiên là anh em chưa biết được thì tôi mới phải làm cái clip này. Rồi ok, 3 quả trứng luôn này, được quá nhở. Thôi được, chúng ta cứ ưu tiên mua trứng trước. Goblin thì cứ từ từ, bởi vì bây giờ này, nếu mà chúng ta có được bộ 6 Goblin, thiếu mỗi một con thôi, đấy chính là con Velomancer, chúng ta không cần kích hoạt đâu. Kích hoạt bởi cái bộ Wizard nữa, anh em nhá. Chúng ta ra được con Calong rồi, trận này có Calong. Đấy, có Calong thì chúng ta chỉ cần kiếm một con Velom thôi, nhẹ nhàng con Velom thôi, để chúng ta không cần kiếm bom. Ok, rồi, dồn rồi, dồn tiếp anh em ạ. Kiếm con Velom cái. Ui, nhiều trứng thế. Không, cho ra một cái gì đấy dùng được tí nào. Thực chết rồi. Nhanh lên. Ơ kìa. Mày nỉ. Luôn mất nhiều tiền. Đây rồi. Bán mết đi thôi. Nhanh con kịp. Nhanh con kịp. Đây. Đủ rồi. Đủ goblin rồi. Nhanh còn kịp. Bán con Tinker đi. Mua Zipper. Đủ bộ Goblin rồi anh em ơi, khỏe lắm. Anh em nhìn kìa, cái skill của cái con game thực ra bây giờ thì nó khá yếu anh em ạ. Skill của con game ấy, nó có cái cơ chế nó giống cái dao dịch chuyển ấy anh em ạ. Tức là nó sẽ dịch chuyển đến cái vị trí có đối thủ anh em nhá, xa nhất trên bàn cờ. Đấy. Lấy tôi quên tôi chưa cho cái con Skybreaker vào. Rồi chúng ta có hai con Skybreaker rồi, anh em sẽ xem cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra nhá trong round sau. Ồ. Zipper lên 3 sao này. Tôi sẽ giữ lại cái này, tôi ghép cái Blink. Cái viên ma lăng tiếp theo tôi sẽ ghép cái Blink và cái trượng phép thì tôi sẽ để dành. Anh em thấy chưa? Nó sẽ gọi ra một con giống hệt. Khi mà anh em có hai con ấy, nó cùng cấp sao này và giống hệt nhau này thì nó sẽ gọi ra một con nữa, nó sẽ gọi thêm một con nữa. Đấy, có chỉ số sức mạnh y hệt và có thể có khả năng tung trưởng nhá anh em nhá. Có thể có khả năng tung skill. Đấy, anh em thấy cái bộ này hay không? Bộ Sivet nha anh em, Sivet rất là hay. Trong cái trường hợp là anh em có con 5 sao ấy, như là con Dark Spirit chả hạn. Ừ, hai con Dark Spirit 2 sao thì thôi, xong. Trò chơi kết thúc. Một con nữa. Cố lên. Thôi đập trứng ra anh em ạ. Từ từ đã, từ. Đập trứng cho hai con game vào anh em ạ. Cho hai con game vào ấy, nó sẽ gọi thêm một con game nữa, là 3 con game. Và đây này, đây nó mới là cái sức mạnh của cái con này thật sự. Khi mà càng nhiều con game ấy, cái Blink ấy, nó sẽ càng Blink nhiều cái skill của nó anh em ạ. Đây này, anh em sẽ thấy khi một con game nó tung trưởng nhá. Khi một con game nó tung trưởng thì tất cả những cái con còn lại nó cũng sẽ tung trưởng. Đấy, anh em thấy không? Tức là nếu mà 3 con tung trưởng ấy thì nó sẽ là gì? 9 lần tung trưởng. Anh em thấy cái imba của nó chưa? Và đây nó là cái skill for ram. Nó sẽ gây đam, nó sẽ có cái cơ chế này nhá. Tôi giải thích lại một chút cái cơ chế của con game này. Thứ nhất là cái cơ chế tung trưởng. Là một con tung trưởng thì ba con còn lại cũng tung trưởng anh em nhá. Và cái cooldown ấy của cái con tung trưởng ấy, nó không tính bằng hai con kia đâu.
Tức là một con tung trưởng, hai con kia vẫn chưa tính là tung trưởng nhá. Tuy nhiên nó vẫn sẽ gây ra đam cho ba con tướng còn lại. Đấy là cái thứ nhất. Từ từ đã, bây giờ phải có cái slot cho con này. Chắc tôi cứ lock lại đã. Dồn đồ cho con game đây anh em ạ. Dồn đồ cho game nha anh em nhá. Đấy bây giờ tôi cho cái con này là con co. Ok. Để anh em xem sức mạnh nhá. Lại một lần nữa này. Thứ nhất là cái tộc của nó là nó gọi thêm một cái bóng nhá, có khả năng tung trưởng là một này. Thứ hai là đấy nó là ba con, vì vậy nên là ba con lần lượt tung trưởng. Anh em thấy chưa, nó nhảy liên tục kìa. Anh em thấy không? Cứ mỗi con nó tung trưởng là ba con còn lại, hai con còn lại nó đều tung trưởng. Đấy chính là cái sức mạnh của nó. Khi mà chúng ta có càng nhiều con game này thì cái số lượng tung trưởng nó càng nhiều. Hiện tại thì ba con thì nó sẽ là 9 lần tung trưởng anh em nhá, 9 lần tung trưởng. Đấy rồi. Rồi lên được 3 sao. Đấy. Cái tộc Civet này khi mà lên được 3 sao ấy thì nó sẽ triệu hồi một con y hệt luôn anh em ạ. Và nó không phải là cái bóng nha anh em nhá. Cái con này này, cái con bản sao này nó có thể có khả năng cầm đồ được anh em nhá. Nó tự ra một con luôn và nó có khả năng cầm đồ. Nó có khả năng cầm đồ. Đây, tôi cho nó. Anh em thấy chưa? Kinh chưa? In 3 chưa? Để roll được một con 3 sao thì nó lại thành tới tận hai con 3 sao. Nhưng mà chưa hết. Anh em cứ bình tĩnh. Anh em sẽ xem sức mạnh của nó. Hiện tại nó vẫn là 3 con nha anh em nhá. Tức là cái sức mạnh khi mà có hai con 2 sao và ba con 2 sao ấy. Sorry anh em. Tức là khi mà anh em có hai con 2 sao rồi này. Đấy anh em cố anh em đẩy được ra là một con 3 sao ấy thì nó vẫn sẽ triệu hồi thêm được một con 3 sao nữa và anh em sẽ y như là vừa nãy là anh em có hai con là 2 sao thì bây giờ anh em có hai con 3 sao và anh em triệu hồi thêm cái bóng, khỏe chưa? Sức mạnh nó tăng lên rất nhiều đấy, bởi vì đam của một cái con 3 sao này nó to hơn so với cả là hai con 2 sao. Anh em thấy không? Kinh chưa? Rồi, để chúng ta đợi xem nhá. Chúng ta sẽ đợi xem là cái điều gì đó sẽ xảy ra trong cái giai đoạn tiếp theo, sức mạnh của nó sẽ như thế nào. Rất khỏe trong bộ Goblin Mech. Anh em thấy chưa, một dập nó đã chết một con rồi. Và tiếp theo nó sẽ nhảy liên tục. Một con bị Doom, rất đáng tiếc. Cái con Doom chắc chắn nó sẽ không tung trưởng. Không, cái con Doom nó cũng tung được trưởng anh em ạ. Anh em thấy chưa, cái điều kỳ diệu đấy chính là cái việc là cái con bị Doom nhưng nó vẫn có thể tung được trưởng và nó gây ra đam. Khỏe chưa anh em? Chỉ cần một con thôi, một con tung được trưởng thôi, những con còn lại bị Doom vẫn có thể tung được trưởng. Tuy nhiên tôi có một cái mà trong trận đấu này tôi muốn hướng tới, đấy chính là cái việc tôi sẽ roll ra hai con 3 sao để xem nó như nào anh em nhá. Chúng ta sẽ thêm một con game nữa. Đây rồi. Ta có rất nhiều trứng ở đây và chúng ta có thể tiến tới thêm một con game nữa 3 sao. Anh em nhìn nó nhảy kia. Ui dồi ôi. Lúc đam khỏe chưa? Lúc đam khỏe chưa? Lúc đam khỏe chưa anh em ơi? Dồn tiếp. Ra đi, game đâu? Đây rồi, đập trứng anh em ạ. Không, tôi sẽ đập trứng. Chúng ta sẽ dùng trứng để đập. Rồi, cứ từ từ thôi. Ở level 8 tôi sẽ run ra cái con game này tiếp theo. Một con game nữa. Ok, trận đấu này cũng có Goblin. Nhưng Goblin đấy yếu, không thể chơi được tôi đâu. Còn mấy cái thằng Warrior thì không có tuổi anh em nhá. Anh em xem này, xem lại một lửa, thấy chưa? Ui, nó nhảy kia. Con game nó nhảy, một con nó nhảy thôi là cả ba con nó nhảy. Một con bị Doom nhưng nó vẫn có thể nhảy. Và nó sẽ gây đam ở cái vị trí nó nhảy. Cũng như là vị trí cái điểm đáp nó đáp đến nhá anh em nhá. Tức là nó sẽ gây cái lượng AOE đam ấy, nó sẽ gây ra ở hai vị trí khi mà nó tung trưởng một lần. Và ba con nó sẽ gây cùng một cái sờ kill đấy, nó sẽ tung trưởng nhá anh em nhá. Vì chính vì thế nên là cái lượng lúc đam nó rất khỏe. Ngoài ra thì cái lúc đam đấy nó là lúc phơ đam, vì thế nó rất khỏe anh em ạ. Nó là đam xuyên giáp, xuyên kháng phép.
Nó rất khỏe, cái lượng đam nó rất to anh em nhá. Bây giờ là có, cũng có thằng Goblin đang có chuối, đang có chuối, để tôi xem nó như nào nào. Ui rồi ôi, nhìn kìa, anh em thấy không? Ừ, đúng rồi, con tôi nó cũng đang nói theo tôi. Mẹ quay nó đang ngồi. Không, không mẹ con nhá, không mẹ. Không mẹ đâu, không mẹ, không mẹ, không mẹ ở đây, chỉ có bố thôi. Ui ôi, nhìn kìa, kinh quá. À, khỏe quá, khỏe quá, khỏe quá. Hay quá đi mất. Lúc đam rất khỏe anh em, 100% máu đến hết game rồi. Thôi từ từ roll tiếp nào. Chúng ta còn thêm một quả trứng nữa và một con game nữa thôi là đủ rồi. Nào, liệu chúng ta có thể kiếm lốt một con game nữa không? Ui rồi ôi, chúng ta vẫn còn thiếu một quả trứng. Thôi cứ từ từ đã, round sau, round sau, round sau. Cứ bình tĩnh. Bây giờ round quái, cứ bình tĩnh anh em ạ. Tôi phải kết thúc cái trận đấu này nhanh thôi, để cho đưa con tôi đi tắm. Con tôi vẫn đang ngồi cùng tôi để xem tôi chơi tử anh em ạ. Ông bố bỉm xưa. Đây rồi. Nào, lên 3 sao. Tôi rất cần một quả trứng nữa. Một quả trứng nữa hoặc hai con game. Đây rồi. Ôi mẹ ơi. Trời, úi rồi ôi, 4 con 3 sao anh em ơi. Cứ thêm một con là nó lại thêm một con 3 sao. Nhưng mà bây giờ 10 con. Làm nào giờ? Ồ. Thế phải vứt bớt Goblin à? Tôi lại không chơi Goblin nữa. Thử ra là không có Goblin thì sao? Có chơi được không? 4 con. Ui mẹ ơi. Ui mẹ ơi. Ui rồi ơi. Ui rồi, nhảy liên tục anh em ơi. Nhảy liên tục anh em ơi. Nhảy liên tục anh em ơi. Có 6 con game. Tổng lượng đam chúng ta gây ra nó là 10.000 đam. Và nếu mà anh em chưa biết cơ chế thì tôi có thể tính toán cho anh em. Đấy là sẽ có bao nhiêu lần tung trưởng. Đơn giản thôi. Chúng ta có 4 con. Mỗi một lần tung trưởng của một con, nó sẽ gây ra, nó sẽ tung được 4 lần cho 4 con. Vậy là 4 x 14 nó sẽ là 16 lần tung trưởng anh em nhá. 16 lần tung trưởng. Trời ơi, nó còn hơn cái bộ gót anh em ạ, nó còn hơn bộ gót rất nhiều. Đấy là 16 lần tung trưởng, đấy là mới chỉ tính là mỗi con tung trưởng một lần rồi đấy. Còn nếu mà bọn này mỗi con nó tung trưởng được 2 lần ấy trong một ván đấu ấy, thì tổng một trận đấu nó sẽ tung trưởng được là 32 lần tung trưởng. Tuy nhiên là tôi nghĩ là chỉ một lượt mỗi con nhảy một lượt thôi thì là nó chết mẹ hết rồi anh em ạ. Làm gì còn đến lần thứ hai đâu. Ôi dồi ôi, nhìn kia, nhảy liên tục. Trò chơi chắc là sẽ phải kết thúc sớm thôi. Cho Goblin vào có vẻ là nó hơi bị sai anh em ạ. Bây giờ là 8 con đánh với 10 con thì nó là bình thường thôi. Nhưng bây giờ tôi thử chơi như này xem như nào. Đấy là chỉ có 4 con game thôi. Thử nghiệm phát tôi là solo luôn đấy. Solo luôn 4 game nhá anh em nhá. Kiếm thêm Warlock vào được này. Đây, cho thêm Warlock. Mấy con Warlock nó chỉ là gọi là kích hệ thôi, chứ còn mấy con này một sao thì nó vào nó cũng chết thôi. Rồi để tôi xem thế nào. Để tôi xem thế nào. Bây giờ tôi không thèm chơi Goblin nữa luôn. Tôi chỉ cho 4 con game nó solo thôi. Nhưng mà 4 con game này tôi có tính toán sai anh em ạ. Không phải 4 con mà tới 6 con. Vậy là 6 x 6 đó là 36. Và nếu mà mỗi con nhảy 2 lần là 36 x 2. Có nghĩa là tổng cái skill nó tung ra nó có thể lên tới 72 con. 72 lần anh em ơi. Quả là một cái con số mà đúng là quá kinh khủng. Không thể là một tin được. Thôi được rồi, bây giờ tôi kiếm thêm một con Warlock nữa này. Tôi còn không thèm chơi Goblin nữa luôn. Còn nếu mà chơi Goblin thì chắc là nó sẽ là siêu cấp vô địch, không thằng nào đỡ được luôn. Đấy nhá, tôi cho thêm một con Warlock nữa vào này. Trò chơi kết thúc rồi anh em ạ. Ở level 8 nhá. Ở đây là ở level 8 nhá. Nhưng mà tính ra là chúng ta là có 10 con đấy. Còn nếu mà khi chúng ta ở level 10 ấy, là chúng ta có tận 12 con. Không khác gì cái bộ 12 quân cả. Để xem nào. 72 lần nhảy nếu mà đối thủ còn có thể sống sót được. Nhưng mà tôi nghĩ là không thể. Oh my god. Nhảy liên tục kia. Ui kinh quá. Ui. Trò chơi kết thúc mất rồi. Nhảy liên tục anh em ơi.
Im bà quá, anh em đã thấy hết sức mạnh của con tướng mới này chưa? Anh em hãy để lại comment cho tôi nhá. Hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye. Ok, đã bắt đầu cú phát không mất máu. Cú phát thứ hai bắt đầu mất máu. Ôi như vậy A Long có vẻ như là bây giờ mất máu kinh quá. Nào có mất được nữa không? Không mất được nữa. Lại một cái cú lật kèo, con này chắc chắn nó mất hai máu rồi. Con này nó khỏe quá. Càng ít máu thì cái kháng phép nó càng cường. Trận đấu kết thúc và A Long giành chiến thắng.